chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học phần thứ 2 của bài 3 trong sách VSL1. Phần 2 là ngữ pháp. Ngữ pháp. Và ngữ pháp đầu tiên mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay đó là về nghề nghiệp. Với câu hỏi anh làm nghề gì? Các bạn cùng đọc theo cô giáo. Anh làm nghề gì? Anh làm nghề gì? Anh làm nghề gì? Nhà các bạn nhớ giữ đúng dấu của từng từ có trong câu nha. Ngữ pháp này cô giáo đã chuẩn bị một video từ trước. Vậy nên bây giờ xin mời các bạn xem video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về chủ đề mới, đó là nghề nghiệp. Và câu hỏi của ngày hôm nay là: bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? Và ở đây chúng ta sẽ có một số từ mới, đó là làm, nghề, nghề, gì. Và chúng ta sẽ cùng nhau đọc một lần nữa: bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? Vậy cấu trúc cụ thể của nó là gì? Đó chính là: ở đây chủ ngữ cộng với làm và cộng với nghề gì. Chủ ngữ cộng với làm và cộng với nghề gì? Và câu trả lời sẽ là chủ ngữ cộng với làm hoặc là và cộng với nghề nghiệp phía sau đó. Chúng ta sẽ thấy một ví dụ ở đây. Chào anh, anh làm nghề gì? Chào anh làm nghề gì? Anh làm kế toán ở công ty Ân Điển. Anh làm kế toán ở công ty Ân Điển. Các bạn có hiểu không ạ? Chúng ta sẽ có một số từ mới và chúng ta sẽ cùng đọc nhé. Kế toán, kế toán. Công ty, công ty. Ở, ở. Dạ, đó là ví dụ của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập về cấu trúc hỏi nghề nghiệp trong tiếng Việt nha. Từ vựng đầu tiên mà chúng ta luyện tập đó chính là bác sĩ. Bác sĩ. Ví dụ: anh ấy làm nghề gì? Anh ấy làm nghề gì? Và trả lời: anh ấy là bác sĩ. Anh ấy là bác sĩ. Tiếp theo, từ vựng tiếp theo đó là giáo viên. Giáo viên. Chúng ta có một ví dụ: mẹ của Phương làm nghề gì? Mẹ của Phương làm nghề gì? Và trả lời là: mẹ chị ấy là giáo viên tiểu học. Mẹ chị ấy là giáo viên tiểu học. Ở đây các bạn sẽ có một từ mới, đó là giáo viên tiểu học. Chúng ta cùng đọc một lần nữa: giáo viên tiểu học. Tiểu học. Dạ. Tiếp theo đó chính là giám đốc. Giám đốc. Ví dụ: cô ấy là giám đốc của một công ty lớn. Cô ấy là giám đốc của một công ty lớn. Chúng ta cùng đọc chậm lại nhé. Cô ấy. Cô ấy. Lớn. Lớn. Dạ. Tiếp theo chúng ta có ví dụ tiếp theo là diễn viên. Diễn viên. Diễn viên. Và ví dụ ở đây: mai sau em muốn làm gì? Xin lỗi. Mai sau em muốn làm nghề gì? Mai sau em muốn làm nghề gì? Và câu trả lời là: mai sau em muốn làm diễn viên nổi tiếng. Mai sau em muốn làm diễn viên nổi tiếng. Ở đây các bạn sẽ có thể có một số từ mới, đó chính là muốn, đúng không ạ? Muốn. 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 Và mai sau. Mai sau. Mai sau. Mai sau thì nghĩa của nó chính là tương lai, đúng không ạ? Tiếp theo một từ nữa là nổi tiếng. Nổi tiếng. Diễn viên nổi tiếng, ca sĩ nổi tiếng,
người nổi tiếng nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ vựng tiếp theo là tài xế. Tài xế hoặc là lái xe. Lái xe. Một lần nữa, tài xế, lái xe. Và chúng ta có ví dụ: dạo này anh làm gì? Dạo này anh làm gì? Và trả lời: tôi làm tài xế cho giám đốc của công ty Viki. Tôi làm tài xế cho giám đốc của công ty Viki. Ngữ pháp thứ hai mà chúng ta học ngày hôm nay đó là câu hỏi ở đâu hoặc là đâu. Cấu trúc 1 chúng ta sẽ sử dụng với động từ. Chúng ta có cấu trúc là động từ cộng với ở đâu. Có một điều đặc biệt ở đây là với những động từ đi, đến, về thì chúng ta sẽ sử dụng với đâu. Chúng ta không nói là đi ở đâu, nhưng chúng ta phải nói là đi đâu. Các bạn có thể xem một số ví dụ ở đây nhé. Ví dụ đầu tiên, bạn sống ở đâu? Bạn sống ở đâu? Chúng ta có động từ sống. 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 Trả lời: mình sống ở quận 7. Mình sống ở quận 7. Các bạn có thể tự trả lời cho câu hỏi này không? Nếu cô giáo hỏi bạn sống ở đâu? Tiếp theo, họ làm việc ở đâu? Họ làm việc ở đâu? Ở đây các bạn nhìn thấy từ làm việc. Làm việc. Làm việc. Trả lời: họ làm việc ở Đà Nẵng. Họ làm việc ở Đà Nẵng. Tiếp theo, ở ví dụ 3, anh muốn đi đâu ạ? Anh muốn đi đâu ạ? Ở đây chúng ta thấy có động từ đi, vậy nên chúng ta phải sử dụng với từ để hỏi đâu, chứ không phải là từ để hỏi ở đâu, đúng không? Anh muốn đi đâu ạ? Và ạ là từ lịch sự ở cuối câu mà cô giáo đã dạy rồi nhé. Trả lời: tôi muốn đến trung tâm Gochuviki. Tôi muốn đến trung tâm Gochuviki. Tiếp theo, cấu trúc thứ hai đó là chúng ta sử dụng với danh từ. Danh từ cộng với ở đâu. Và đặc biệt là danh từ cộng với đâu. Vậy thì danh từ cộng với ở đâu khác danh từ cộng với đâu như thế nào? Chúng ta sẽ cùng xem một số ví dụ ở bên dưới nhé. Ví dụ đầu tiên, sách của em ở đâu? Sách của em ở đâu? Sách của em ở đâu? Trả lời: sách ở trong phòng ngủ. Sách ở trong phòng ngủ. Để trả lời cho câu hỏi danh từ cộng với ở đâu thì câu trả lời cũng là danh từ cộng với ở và cộng với vị trí của cái vật đó, đúng không? Tiếp theo, xe hơi ở đâu? Xe hơi ở đâu? Xe hơi ở dưới hầm. Xe hơi ở dưới hầm. Thì các bạn thấy ở đây một chút là sẽ là lạ so với ngữ pháp của ngôn ngữ của các bạn. Đó là chúng ta có hai giới từ. Giới từ thứ nhất là ở và giới từ thứ hai là dưới. Ở, sau ở sẽ là một cái vị trí. Và ở đây có thêm giới từ dưới thì người nói muốn nói cụ thể hơn về vị trí của cái vật nó cần nói đến, đúng không? Ở dưới hầm. Nếu các bạn nghe thấy xe hơi ở dưới hầm thì các bạn sẽ biết được rất nhiều thông tin. Thông tin thứ nhất là vị trí xe hơi là ở hầm. Và thông tin thứ hai là vị trí của người nói ở trên hầm. Có thể là ở tầng 1, tầng 2, tầng 3. Và vậy nên người nói mới nói là xe hơi ở dưới hầm.
Điều này chúng ta sẽ học cụ thể hơn khi học về các giới từ trong tiếng Việt nhé. Tiếp theo, cũng có một câu hỏi về xe hơi, nhưng mà nó là xe hơi đâu? Xe hơi đâu? Và trả lời, xe hơi ở nhà. Hôm nay tôi đi xe máy. Vậy thì xe hơi ở đâu và xe hơi đâu khác nhau như thế nào? Câu hỏi thứ nhất, xe hơi ở đâu, nghĩa là bạn muốn hỏi về vị trí của chiếc xe hơi đó. Còn câu hỏi thứ hai, xe hơi đâu, chúng ta sử dụng câu hỏi này khi ví dụ bạn gặp bạn của bạn và bình thường thì bạn của bạn là đi xe hơi, và nhưng hôm nay thì bạn không nhìn thấy xe hơi của bạn ở đây, thì bạn sẽ thắc mắc là tại sao là không có xe hơi ở đây, đúng không? Thì bạn sẽ hỏi là xe hơi đâu. Tức là khi hỏi như vậy thì người hỏi suy nghĩ rằng cái đó phải ở đây, nhưng cái đó không có ở đây, thì người hỏi nói là xe hơi đâu. Trong trường hợp đấy chúng ta sẽ không sử dụng là ở đâu nhé. Ví dụ khác như là mẹ em ở đâu và mẹ em đâu. Ví dụ mình hỏi bạn là mẹ em ở đâu, nghĩa là mình chỉ muốn hỏi về vị trí của mẹ của bạn, hoặc là mẹ bạn sống ở đâu. Nhưng mà nếu mình đến nhà của bạn, mình suy nghĩ rằng mẹ của bạn phải ở nhà, nhưng mà mình không thấy mẹ của bạn đâu, thì mình hỏi là mẹ em đâu. Các bạn đã hiểu chưa? Vậy thì chúng ta sẽ đi đến ngữ pháp tiếp theo nha. Ngữ pháp thứ 3 hôm nay chúng ta học sẽ là ba hư từ đã, đang, sẽ. Các bạn đọc một lần nữa. Đã, đang, sẽ. Đã, đang, sẽ. Cách sử dụng của những từ này như thế nào? Đã, đang, sẽ luôn luôn đứng trước động từ. Tuy nhiên, đang thì sử dụng với những động từ mà diễn tả ý hành động đó đang xảy ra tại thời điểm nói. Tiếp theo, sẽ là diễn tả về hành động xảy ra trong tương lai, và đã là nói về hành động xảy ra trong quá khứ. Chúng ta sẽ có một cái sơ đồ ở đây, các bạn sẽ nhìn thấy đúng không? Hiện tại, tương lai, quá khứ. Có một chú ý nhỏ là nếu trong câu có trạng từ chỉ thời gian thì bạn có thể bỏ đã, đang, sẽ đi. Ví dụ, tuần trước tôi đã ăn phở bò. Tuần trước tôi đã ăn phở bò. Trong câu này chúng ta có trạng từ chỉ thời gian là tuần trước. Tuần trước. Vậy thì tuần trước đã thể hiện cái ý nghĩa quá khứ rồi. Thế nên trong câu này chúng ta có thể bỏ từ đã đi. Các bạn có thể nói là tuần trước tôi ăn phở bò. Các bạn thấy không? Ngữ pháp tiếng Việt rất là đơn giản đúng không? Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đi đến một số ví dụ cụ thể hơn về từ đã, đang, sẽ nha. Ví dụ đầu tiên các bạn sẽ thấy bây giờ tôi đang học tiếng Việt. Bây giờ tôi đang học tiếng Việt. Vậy thì chúng ta có trạng từ chỉ thời gian bây giờ, đúng không? Thể hiện nghĩa hiện tại. Thì trong trường hợp này, các bạn cũng có thể bỏ từ đang đi. Bỏ từ đang đi như vậy. Thì các bạn cũng có thể nói bây giờ tôi học tiếng Việt. Ví dụ tiếp theo là chị Kim đang ăn cơm. Chị Kim đang ăn cơm. Đúng không? Cơm. Cơm. Tiếp theo, hôm qua tôi và mẹ đã đi siêu thị. Hôm qua tôi và mẹ đã đi siêu thị. Ở đây là nói về hành động xảy ra trong quá khứ, thế nên chúng ta sử dụng đã, đúng không? Và chúng ta có từ hôm qua thể hiện ý quá khứ. Vậy thì trong trường hợp này các bạn cũng có thể bỏ từ đã đi như vậy và nói là hôm qua tôi và mẹ đi siêu thị. Chúng ta cùng đọc một số từ mới. Hôm qua. Hôm qua.
Siêu thị. Siêu thị. Ví dụ tiếp theo. Năm 2017, anh Holmes đã sống ở Việt Nam. Năm 2017, anh Holmes đã sống ở Việt Nam. Chúng ta không có từ mới đúng không? Có lẽ có một từ mới, đó là năm. Năm. Trong tiếng Việt thì năm có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nói về thời gian, và nghĩa thứ hai nói về số đếm, đó là số 5. Ở đây các bạn cũng nhìn thấy một trạng từ chỉ thời gian, năm 2017 hoặc là năm 2017. Chúng ta cũng có thể bỏ từ đã đi ạ. Tiếp theo, ví dụ về tương lai đúng không? Ngày mai siêu thị sẽ giảm giá. Ngày mai siêu thị sẽ giảm giá. Chúng ta có từ mới. Ngày mai. Ngày mai. Hôm qua. Hôm qua. Hôm nay. Hôm nay. Và giảm giá. Giảm giá. Giảm giá. Ở đây chúng ta có trạng từ chỉ thời gian, ngày mai. Ngày mai đúng không? Thì chúng ta cũng có thể bỏ từ sẽ đi. Ngày mai siêu thị giảm giá. Rất đơn giản phải không ạ? Tiếp theo, tôi sẽ đi du lịch Hàn Quốc. Tôi sẽ đi du lịch Hàn Quốc. Vậy là chúng ta đã học xong ngữ pháp của ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn sở hữu toàn bộ 12 bài học trong sách VSL1 thì các bạn hãy làm theo hướng dẫn bên dưới nhé. Rất cảm ơn các bạn đã cùng cô giáo học tiếng Việt. Hãy subscribe, like và chia sẻ video này nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bài học này.